Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cái chương trình gọi là Big Sale của Ojito các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy đây, 1, 2, 3, 3 sản phẩm. Đấy, 3 sản phẩm này nằm trong một bộ combo các bạn nhé. 3 sản phẩm nằm trong bộ combo. Thì nội dung trong video ngày hôm nay ấy, thì mình chủ yếu nói về chương trình giảm giá thôi. Việc đầu tiên là giá của sản phẩm này nó là như thế nào. Bộ 3 này nó gồm có những cái gì, mở hộp ra nó có những cái gì như thế nào, để các bạn nếu như có mua về thì cũng là biết bên trong nó có cái gì. Đấy. Và phần thứ ba nữa là mình sẽ gọi là review qua một chút những cái thông số kỹ thuật cơ bản trên đây cho các bạn biết. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ tiện theo dõi video hơn, đỡ mất thời gian. Nếu như các bạn nào quan tâm đến giá, chúng ta chỉ cần xem phần đầu thôi. Chúng ta quan tâm đến cái phần sâu hơn thì chúng ta xem phần thứ hai là trong hộp, mở hộp nó ra có những cái gì. Và phần thứ ba nữa là các cái thông số của những sản phẩm này. Thế thì nói qua nhanh, đầu tiên là trong bộ ba sản phẩm này các bạn, bộ ba sản phẩm bao gồm một con máy bắn vít hai chức năng đó, một con khoan hai chức năng đây các bạn, một con khoan và bắt vít hai chức năng. Tiếp theo là một con máy chuyên bắn vít đây các bạn, và một con khoan búa, con khoan búa hai chức năng các bạn nhé. Khoan búa hay còn gọi là khoan bê tông, ngoài Bắc gọi là khoan bê tông đó, hai chức năng. Thì cái điều đầu tiên mà Việt muốn nói với các bạn ấy, đây là sản phẩm 100% chính hãng, nhập khẩu Úc các bạn nhé. Đấy, nhập khẩu Úc, tất nhiên nó là made in China, nói luôn thế để cho các bạn đỡ phải hỏi nhiều đó. Bởi vì Ojito là thương hiệu của Úc và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc các bạn nhé. Một điều nữa tiếp theo là gì, tất cả những sản phẩm này đều được bảo hành 1 năm, đều được bảo hành 1 năm các bạn nhé. Nếu như các bạn phát hiện đây là hàng giả, hàng nhái chẳng hạn, thì cam kết 1 đến 5 cho các bạn, đây là hàng chính hãng các bạn nhé, mới và chính hãng chứ không phải hàng bãi các bạn nhé. Ví dụ Ryobi các thứ, đây là hàng bãi, cái nào mới là mới, cái nào bãi là bãi các bạn nhé. Ok, vậy thì đến phần giá của nó, thì ba sản phẩm này đây, đóng hộp nguyên như này đây các bạn, có khoan bê tông, tí nữa mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Đấy. Cái thứ hai nữa là combo này đấy, thì bộ ba sản phẩm này về giá của nó là 5.780.000 các bạn nhé. 5.780.000, chương trình thì diễn ra trong vòng 1 tuần, và nói thật với các bạn là mình chỉ có 14 bộ, và hiện tại bây giờ là còn 9 bộ thôi. Đó, các bạn nhanh tay lên thì là sẽ là ok. Đó. Tiếp theo, bây giờ thì mình sẽ chuyển góc máy để mở hộp ra cho các bạn, để các bạn xem. Và sau đó, sẽ là thông số kỹ thuật của nó luôn. Đó. Thì về phần mở hộp ấy, thì mình sẽ làm nhanh luôn cho các bạn. Trước mắt là chiếc khoan bê tông này, khoan bê tông, khoan búa này, con này lực đập 1.2G các bạn nhé, lực đập 1.2G. Ở trong hộp của nó thì có những cái gì, nó có một thân máy như này, các bạn nhé, và một cuốn hướng dẫn sử dụng, vậy thôi các bạn. Đó, cái này là body. Bộ 3 này giá 5.780.000 là cả 3 sản phẩm các bạn nhé. Cả 3 sản phẩm, quá hời luôn. Đấy, quá phủ lý thôi. Có khi chỉ bằng một con khoan của hãng khác gọi đắt tiền thôi. Đấy. Chúng ta nói về con khoan búa này đi. Con khoan búa này thì như các bạn nhìn thấy đây, nó rất là nhỏ gọn. Nó chỉ có một gang tay này, chiều dài này các bạn nhìn này. Đó, của mình này. Thì nó khoảng dài khoảng 25cm. Con này lắp mũi mắc của nó là được khuyến cáo người ta là dùng đến mũi 12 ly các bạn. Đây, đó các bạn, mắc là 12 ly. Ở bên này, đây các bạn nhìn thấy đây, đây là cái nấc chuyển hai chế độ. Đấy, khoan, có búa và khoan thường để chúng ta khoan hoặc chúng ta bắn vít nếu như chúng ta dùng đầu chuyển đổi. Đấy, là ok xong. Đây các bạn nhìn qua đi. Đó, về thông số của nó đây các bạn nhìn qua này. Đấy, lực đập là 1.2G cái dòng đầu tiên đấy. Cân nặng của nó là 1.35kg các bạn nhé, 1.35kg, có hơn 1kg thôi. Chúng ta thao tác rất là dễ và thuận tiện. Đó,
Xem nào. Lực va đập của nó là 5.700 các bạn nhé. Lực va đập của nó là 5.700. Từ 0 cho đến 5.700. Đấy. Còn tốc độ của nó là 1.200 vòng một phút. Có hơn 1 ký thôi các bạn, mà nó dài nó hơn găng tay này. Rất là thuận tiện nhẹ nhàng cho anh em thao tác. Ok, xong một chú này. Đây các bạn này. Bộ thứ hai của nó thì gồm có những cái gì. Mở hộp ra luôn cho các bạn đây. Đầu tiên là chúng ta có một cái túi Ozito. Đấy. Một cái túi để đựng hai cái sản phẩm đó, một cái túi. Mà cái túi này các bạn nhé, túi này của nó thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, ở dưới đế của nó này các bạn này, rất là cứng và nó cực dày. Rất là dày. Đấy, trên miệng này có vành thép. Nó sẽ hình tam giác như thế này. Đó. Rất là chắc chắn các bạn nhé. Và nặng. Ok, quá ok luôn để chúng ta đựng hai con khoan và một cái sạc. Đây là hộp sạc của nó đây. Hộp sạc này. Hai viên pin 1.5A. 18V 1.5A hai viên. Và đương nhiên rồi, có hai thân máy. Cộng thêm cái kẹp này nữa. Hai thân máy. Ở đây. Ở trong này, lấy hộp này. Thế đây thân máy mình đã bóc ra rồi. Bây giờ mình bỏ này vào đây. Để review cho các bạn cho nó nhanh, nó đỡ mất thời gian của các bạn. Sản phẩm nó đây, bên trong của nó đây các bạn. Sản phẩm bên trong đi kèm chúng ta là hai viên pin 18V 1.5A các bạn nhé. Pin Li-ion nhé. Mã số, mã vạch, QR code đầy đủ cho các bạn yên tâm. Cái màu của hai thằng này nó khác nhau các bạn nhé. Thằng này đỏ tươi hơn tí, thằng này đỏ đun, đỏ bốc đô hơn. Đó. Nhưng sao vẫn là hàng chính hãng mà. Tiếp theo chúng ta có một cục sạc nhanh. Đây, cục sạc nhanh 18V. Đây các bạn, cục sạc nhanh 18V. Ở đằng sau này nó in kiểu dạng đây các bạn, khó nhìn đấy. Sạc nhanh các bạn, thoải mái. Ok, tiếp theo giới thiệu chi tiết về cái thân máy này đi. Con máy bắn vít này chúng ta có 3 đèn led ở đằng trước. Thì ok, tặng thêm cho các bạn con vít bốt này nữa, nó phê. Đây. Đối với dòng máy bắn vít thì các bạn chỉ quan tâm nhiều nhất đến nó là gì? Đó chính là cái mô men xoắn lực siết của nó là bao nhiêu. Thì con này đây, như các bạn nhìn thấy đây, không biết bạn nhìn thấy không? 150 Nm. 150 Nm. À, quá ok rồi. Yên tâm. Các bạn có thể lắp cái đầu chuyển đổi bù lông vào đây là chúng ta cũng bắn được bù lông tầm 19-21 đến với lực siết như này. Đó. Tiếp theo là con khoan hai chức năng. Hai chức năng các bạn nhé, con khoan hai chức năng. Đây. Nó có đèn led ở dưới này. Đấy, để hắt lên. Đó, con khoan hai chức năng này thì có bao nhiêu? 18 cấp tốc độ điều chỉnh lực siết các bạn nhé. 18 cấp tốc độ điều chỉnh lực siết đây. Đó. Anh em lưu ý là khi mà chúng ta vặn vít thì chúng ta điều chỉnh cái lực siết này nhé và chuyển về số 1. Đây nó có hai cấp tốc độ này. 1 và 2 này thì chúng ta chuyển về số 1. Thì cái tốc độ càng thấp ấy thì lực siết nó càng mạnh hơn. Đấy, chúng ta điều chỉnh từ 1 cho đến 18 cần siết ốc vít nặng bao nhiêu chúng ta điều chỉnh lực để cho nó đảm bảo độ bền của đầu mang danh cũng như máy. Và khi khoan cũng vậy thôi, chúng ta khoan kim loại chúng ta để tốc độ nó thấp thôi. Đó, bởi vì khoan kim loại nó không cần tốc độ cao quá, khoan gỗ khoan kia tùy vật liệu chúng ta sử dụng cho nó hợp lý. Công tắc đảo chiều hai bên rất là ngon. Đây. Động cơ đó là động cơ than các bạn nhé, than nhé, động cơ than toàn bộ nhé, ba con đều động cơ than hết. Đó. Nhưng mà nó rất êm các bạn, êm cực kỳ luôn. Đây thử con DOB này các bạn nghe. Uấy. Đây con này. Cái phanh của cái con DOB nếu cứ kêu cảnh cảnh. Con này phanh rất là êm. Hầu như không có tiếng luôn. Đó. Vừa nãy quên, con khoan hai chức năng này là lực siết của nó là 40 Nm các bạn nhé. Con này 110, cái này mình quên vừa chưa giới thiệu cái lực siết mô men xoắn của nó. Đó. Đây các bạn. Chuyển quá thường.
rất là ok. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này nhé. Vẫn như mọi khi thôi, inbox Zalo hoặc để lại số điện thoại phía dưới phần comment bình luận, và các bạn muốn hỏi gì thêm thì các bạn cũng để lại comment bình luận, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. À, ngày mai chúng ta sẽ có cưa bàn và cưa cắt đa góc của Zito, cũng là giảm giá nhé các bạn nhé, các bạn đợi nhé. Rất là chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo giờ này ngày mai các bạn nhé. Giờ này mình sẽ cố gắng làm đều đặn cho các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.